Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC hiện có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc với địa hình kinh doanh phức tạp, bao gồm cả miền núi, đồng bằng, trung du và hải đảo. Do vậy, hàng năm thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan của thời tiết, với nhiều hình thái thiên tai phức tạp, nguy hiểm, đòi hỏi những nỗ lực để ứng phó trong mọi tình huống xảy ra. Hàng năm, EVN-NPC luôn chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, cũng như trang bị cho các đơn vị để gia cố lưới điện trước mùa mưa bão. Bước vào mùa mưa bão 2021, EVN-NPC đã dự báo trước những diễn biến bất thường của thời tiết, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó trước các tình huống thiên tai. Đối với tổng công ty chúng tôi thì cái công tác mà phòng chống thiên tai, thì tìm cứu nạn, xử lý sự cố và công tác an toàn lao động là cái nhiệm vụ rất là quan trọng và được tổng công ty lên hàng đầu. Chúng tôi có nhiệm vụ là thứ nhất là chúng tôi phải đảm bảo làm sao an toàn tuyệt đối cho người lao động cũng như người sử dụng điện. Cái công tác thứ hai đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị của ngành điện. Và thứ ba nữa là để đảm bảo làm sao mà khắc phục được những cái hậu quả do những cái tình huống bất ngờ từ thiên tai hay là do cái hình thái thời tiết bất thường. Ngay từ đầu tháng 3 năm 2021, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Với nhiệm vụ xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của toàn Tổng Công ty, hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện tốt việc chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức khẩn trương khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai một cách nhanh nhất nhằm đảm bảo cung cấp điện kịp thời, nhanh chóng ổn định sản xuất trên địa bàn do Tổng Công ty quản lý. Tổng ty Điện lực miền Bắc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố và an toàn. Chúng tôi đánh giá là đây là một trong những cái mà rèn luyện cái kỹ năng cho người quản lý cũng như là người lao động thực hiện cái nhiệm vụ nó được tốt hơn. Và chúng tôi là các cái ban quản lý chuyên môn và tham mưu giúp việc cho lãnh đạo tổng ty thì cũng có cái cơ hội để nhìn nhận lại ở dưới cái cơ sở và cấp dưới của mình thực hiện các công việc thế nào để có những cái phương pháp đào tạo trong thời gian tới. Tại các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Giang, Hải Phòng đã tổ chức diễn tập với những tình huống đa dạng, phức tạp, đòi hỏi xử lý linh hoạt, nhạy bén. Chẳng hạn như tình huống trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, mưa gió, dông lốc, sạt lở đất, sét đánh vào cây ngoài hành lang, làm đổ đường dây cao áp, gây đổ cột, vỡ sứ đầu cực cao áp của máy biến áp, đứt đường dây cáp quang điện lực, gây mất điện của phụ tải quan trọng. Với yêu cầu phải cấp lại điện ngay từ các nguồn điện dự phòng và khắc phục nhanh sự cố để khôi phục cấp lại điện theo sơ đồ kết dây cơ bản. Diễn tập về điều hành xử lý sự cố trên lưới điện khi mà bão đổ vào thì đặt ra cái tình huống của cái này là một số các cái đường dây trên lưới điện nhảy sự cố và điều độ viên sẽ của trung tâm điều khiển xa sẽ triển khai để điều hành phân đoạn cô lập điện sự cố cũng như đồng thời là chuyển đổi kết dây để cấp điện cho trở lại nhanh nhất cho các khách hàng, đặc biệt là các cái khách hàng thuộc vào cái nhóm phụ tải đặc biệt ưu tiên trong cái tình huống mưa bão như là cái chỗ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, huyện và các huyện và các thành phố, các cái trạm bơm đầu mối để chống úng chống lụt trên địa bàn. Xử lý nhanh các sự cố an toàn thông tin, sự cố hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin cũng đã được các công ty điện lực tổ chức diễn tập với các tình huống giả định có sự cố lưới điện, sự cố mạng viễn thông và công nghệ thông tin để đánh giá khả năng phản ứng nhanh và việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Qua buổi diễn tập, các đơn vị sẽ chủ động và kịp thời ứng phó với bất kỳ tình huống thiên tai nào xảy ra để giảm thiệt hại tới mức thấp nhất. Đối với lưới điện 110 kV, để đảm bảo vận hành an toàn, cấp điện liên tục trong mùa mưa bão 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tại các công ty điện lực đã lựa chọn lưới điện 110 kV tại khu vực dễ xảy ra các tình huống thiên tai để tổ chức diễn tập theo phương án diễn tập 3 trong 1, nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố, khắc phục các thiên tai do bão gây ra của các đơn vị trực thuộc và nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho các phụ tải. An toàn ấy thì là nó ngấm vào máu của những người thợ điện như chúng tôi. Hàng năm là được huấn luyện, được đào tạo
mà năm nào cũng học đi học lại, huấn luyện định kỳ rồi huấn luyện theo hệ thống nhà trường, và cái công việc hàng ngày nó luôn luôn gặp các cái yếu tố nguy hiểm, và chúng tôi luôn luôn là đến nơi là quan sát kỹ để tiếp nhận đón nhận những cái mối nguy hiểm rình rập và có cái biện pháp đề phòng. Và trong thực tế là chúng tôi cũng là chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định pháp luật của nhà nước, rồi quy trình, quy định của Tổng Công ty Điện lực, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về an toàn vệ sinh. Với trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, cùng sự chuẩn bị có kế hoạch và kịch bản đã xây dựng, với tinh thần sẵn sàng, chủ động ứng phó, các công ty điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với mục tiêu đảm bảo lưới điện an toàn ổn định và hạn chế thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản.